Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 9 Đại Luân Hồi, Hồi 1 Tới phủ hầu ra, gia, gia đình lui tới bận rộn, đã trang hoàng đại đường, tuy là gia yến, nhưng cũng không thể qua loa. Lư Vân hỏi, lát nữa còn ai đến không? Tả Tòng Nghĩa bấm tay tính nói, đều là người một nhà cả. Hoàng Tiên Phong sẽ đến, Thạch Trung Lang sẽ đến, Triệu Chế Sử sẽ đến, ước chừng khoảng hai bàn. Vì tử tráng tiếp lời nói, định viễn cũng muốn đến, nào biết diễm đình cô nương la hét đòi rời đi. Nữ nhân này, thật là nhàm chán. Lư Vân có chút sừng sốt, hỏi, không phải triều đình thúc giục định viễn nhậm chức sao? Làm sao lại biến thành diễm đình cô nương? Vì tử tráng cười tẻ nhạt, vỗ vai Lư Vân nói, nữ nhân, có quá nhiều tâm tư, ai biết Diễm Đình cô nương này đang nghĩ gì? Ai, so với sư muội Quyên Nhi, sư tỷ này thật khó khiến người ta yêu thích. Vì từ tráng trước đây đến Tây Lương, một đường yêu thích trêu chọc nữ nhi này, trong lòng có hứng thú thu nhận nàng ta làm nghĩa nữ, trời mới biết cửu hoa sơn bị phá hủy, Quyên Nhi mất tích không rõ, nghĩ đến thiên hạ tuy có rộng lớn trong lòng còn nhớ nha đầu này, sợ cũng chỉ có mình hắn lư vân mở to mắt vẻ mặt kinh ngạc thầm nghĩ như vậy là định viễn đột nhiên quyết định rời đi hắn vì sao đi vội vàng như vậy diễm đình lại vì sao vội vã muốn hắn đi lư vân cẩn thận suy nghĩ nội tâm bỗng cảm thấy không ổn ngày hôm đó dương túc quan bị thương mất tích diễm đình vừa lúc ở bên cạnh hắn chỉ vì nề mặt mũi ngũ định viễn nên không truy vấn nội tình bây giờ nghĩ lại dường như có chút huyền cơ trong lúc nhất thời trái tim như bị bóp chặt, không nói nên lời. Lư Vân đang bối rối thì đột nhiên bị vỗ mạnh vào vai, nghe Vi Tử Trắng cười nói, Lư Đại Nhân, rốt cuộc kiếm này có gì thần diệu, người mau nói đi. Lư Vân còn chưa hoàn hồn, tả Tổng Nghĩa đã đi tới, nhìn thấy Vân mộng trạch đen xì xì, nhất thời cười nói, thanh kiếm này rất thần diệu. Có thể cho ta xem một chút được không? Vi Tử Trắng ha ha cười lập tức của người phúc ta, lập tức đưa qua mà không hỏi Lưu Vân. Lư Vân trời sinh tính hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, tự cũng không để bụng. Lúc này mọi người xung quanh thấy việc mới lạ liền tụ tập lại xem, tả tòng nghĩa cầm trường kiếm, đôi tay không khỏi buông xuống, hắn hơi kinh ngạc, lập tức xoát một tiếng, đem trường kiếm rút ra. Không rút kiếm còn được, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, càng không thấy chỗ hiếm lạ, ánh nắng phản chiếu, chỉ thấy mũi kiếm ảm đạm, trông như mờ nhạt dơ bẩn, giống như một cây gậy cứng màu đen. Thạch bằng nhíu mày nói, chi châu, kiếm dù tốt đến đâu cũng cần phải mài rũa. Người nhìn kiếm này xem xám xịt mù xương như vậy, thực sự là lãng phí của trời. Lư Vân khẽ mỉm cười, hắn tiếp nhận trường kiếm, duỗi ngón tay gõ nhẹ trên lưỡi kiếm, bỗng nghe một tiếng ong vang lên, kiếm quang mơ hồ chuyển động, như nước chảy sinh sóng, trung võ tướng trợn mắt há hốc mồm không hiểu tại sao, nhưng vi tử tráng ở một bên đã hiểu rõ, lập tức hét lớn, lợi hại. Thật là một thanh kiếm mềm dẻo. Bọn người thạch bằng là vũ phu chiến trận giết địch, vốn quen dùng trường thương đại đao, nghe không hiểu chữ nhu, mềm này tốt ở chỗ nào, càng khó hiểu chỗ tuyệt diệu của kiếm kia, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Tả Tòng Nghĩa cau mày nói, thật mềm dẻo sao? Để ta thử xem. A à hắn từ trong tay Lưu Vân tiếp nhận trường kiếm, dùng sức vẫy vẫy, chỉ cảm thấy kiếm kia rất cứng, lúc chém không nghe thấy tiếng rít vang, cũng không có chỗ đặc gì. Lưu Vân nói, các vị thấy thanh kiếm này có gì đặc biệt không? Tả Tổng Nghĩa nhún vai nói, thứ tại hạ mắt vụng về, ngoài việc vung kiếm không phát ra âm thanh, rất yên tĩnh không ồn ào, thực sự nhìn không ra chỗ tốt. Lưu Vân nghĩ đã muốn ôm bụng cười to, miễn cưỡng nhịn được. Theo câu chuyện nói, tổng binh nói đúng. Chỗ tốt của thanh kiếm này là không ồn ào. Lưỡi kiếm sắc bén thông thường rất sắc nhọn, chưa xuất kiếm đã nghe thấy âm thanh, giống như nam tử đi chợ khoe mình. Nhưng khi thực sự thể hiện tài năng và sự học hỏi thực sự của mình thì lại trở nên cáu kỉnh, trống rỗng, chọc người châm biếm. Tả Tổng Nghĩa và Lưu Vân năm đó biện luận bên bờ giang hả, chịu khổ bị sửa lời chê cười, giờ phút này nghe hắn nói như vậy không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng nói, nghe Chi Châu khen ngợi thanh sắt này tới tận trời xanh, sao không thể hiện để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Lư Vân thấy biểu tình của hắn ẩn hàm khinh miệt khiêu khích, cũng không tức giở, cầm ngược chuôi kiếm, gầm nhẹ một tiếng, xoay người xuất kiếm, Lư Vân tuy không có căn cơ kiếm pháp, nhưng vẫn có thể tùy ý lắc cổ tay, mỗi kiếm tự nhiên lắc lư run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm quang phản chiếu, là nước gợn sóng lại xuất hiện mọi người nhìn thấy đều âm thầm gieo hò. Cho đến lúc này, ngay cả người thiếu hiểu biết nhất cũng hiểu được chỗ tốt của thanh kiếm này. Thanh kiếm này cực kỳ mềm mại, cực kỳ yên tĩnh, chỉ cần vận dụng nội lực khi vung nó, lưỡi kiếm tự nhiên sẽ hơi run lên, ánh sáng sẽ chiếu vào nó, giống như sự phản chiếu của nước sông, sóng sẽ tạo ra ánh sáng. Bởi vì từ nhu này, khi lưỡi kiếm vung lên không cắt luồng khí theo đường thẳng mà cắt xuyên không khí một vòng tròn, chỉ vì lưỡi kiếm cực kỳ mềm mại, luôn dung chuyển theo luồng khí khi thả kiếm ra, tiếng rít vang tất nhiên giảm đi rất nhiều. Với sự mềm mại và tĩnh lặng của thanh kiếm này, ngay cả một người kiếm pháp bình thường sử dụng kiếm này cũng có thể liệt vào hàng cao thủ. Liền vào lúc này, nghe được trong sân truyền đến tiếng vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một lão giả cao lớn đang mỉm cười nhìn mình, thấy một thiếu phụ gầy yếu đứng bên cạnh, trong tay ôm trẻ con là thất phu nhân tới. Lư Vân vội vàng tra kiếm vào vỏ, chắp tay nói, lưu Vân bái kiến hầu ra, phu nhân Kim An. Danh tướng bất lão, trung thần sinh con trai, thiên hậu kỳ đức này, điềm lành vui vẻ. Không chỉ liễu môn có vận may thôi, quả thực là khắp triều đều ca tụng là một đại phúc. Hạ quan tại đây chúc mừng hầu ra cát tường, trung tướng liễu môn căn cơ văn học có hạn, giờ phút này nghe hắn miệng lưỡi lưu loát, xuất khẩu thành thơ, đều hắc hắc, cười gượng, âm thầm nghiền ngẫm. Liễu ngang thiên tâm vui mừng, nắm tay Lưu Vân cười lớn, hay cho một trạng nguyên, cái miệng quả thực mang lại niềm vui, mời ngươi tới chuẩn không sai. Thất phu nhân nghe Lưu Vân khen ngợi như thế, tự cũng đầy mặt vui sướng, lại cười nói, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh lư Trạng Nguyên. Lư Vân chắp tay nói, tiện danh không đáng nhắc đến, tại hạ đúng là Sơn Đông Lư Vân. Hai người hành lễ, thất phu nhân đi đến bên cạnh Lưu Vân, ngưng mắt nhìn kỹ tên nho sinh này, trong lòng thầm so sánh. Năm đó Liễu Môn tứ tướng, hoặc văn hoặc võ, bộ dáng đều rất khác nhau. Tần Trọng Hải thô dũng hào mãng, Ngũ Định Viễn trầm ổn cẩn thận, đều thuộc thân thể uy phong, lưng hùm vai gấu. So với hai dã nhân đầy mặt dữ tợn này, hai văn kia lại tuấn tú hơn nhiều, Dương Túc quan môi hồng răng trắng, dáng người mảnh khảnh, lưu vân mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo nhỏ, đều quy về thư sinh mặt trắng. Thất phu nhân nhìn thấy lưu vân có khuôn mặt hình chữ nhật, mũi thẳng môi mỏng, tuy không tù mỹ trăng nón như dương túc quan nhưng cử chỉ đều có khí độ, rất được mọi người yêu thích, cũng có thể xưng là mỹ nam tử. Thất phu nhân mỉm cười với nho sinh, Lưu Vân tự cũng âm thầm đánh giá mỹ nhân đối diện. Trước kia hai người chỉ gặp nhau có mấy lần cũng không thể gọi là quen biết. Bây giờ Lưu Vân đứng gần, mới có lương duyên thấy Phương Dung. Chỉ thấy thất phu nhân cũng chạc tuổi mình, ước chừng trên dưới 30, tuy mới sinh được một tháng, lại đã khí nhuận huyết đủ, đã khôi phục đến thập phần tư dung, màu da càng như thiếu nữ trắng non nón nà, cũng không mảy may phong xương. Hai người đánh giá lẫn nhau, chợt nghe tiếng cười khanh khách, đứa trẻ trong lòng thất phu nhân giãy rụa đôi tay, vẫy tay với Lưu Vân, thất phu nhân phụt cười nói, ái cha. Nhi tử của ta yêu thích ngươi, ngươi có muốn ôm không? Nói rồi đưa đứa bé đến tay Lư Vân, ý bảo hắn ôm. Lư Vân nhìn thấy đứa bé được bế về phía mình, sợ tới mức cuống quít xua tay, vãn sinh tay thô vụng về, ngàn vạn đừng đưa cho ta. Lư Vân hoảng hốt, tìm mọi cách có thể từ chối, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đứa trẻ kia thấy Lư Vân coi mình như ôn thần, đột nhiên khóc lớn, tứ chi dãy rụa dữ dội. Mọi người cười lớn nói, sắp làm tân lang mà ôm đứa trẻ cũng không được. Sinh nhi tử thì sao đây? Đừng khiến chúng ta cười chết, đám người liễu môn đều xuất thân là người học võ, ngày thường luôn đùa giỡn, lời nói tất nhiên là thô lỗ vô cùng. Lư Vân thấy mọi người châm biếm trào phúng, nhất thời đầy mặt xấu hổ, đành phải ôm đứa bé vào lòng, cũng kỳ quái, đứa trẻ kia được hắn ôm trong lòng ngực, lập tức dừng khóc, bắt đầu cười khúc khích, dường như cùng hắn cực kỳ hợp ý. Trung võ quan xem đập vào mắt, nhất thời lại vui vẻ, xem bọn họ oai miệng mắt lé, tám chín phần mười đang muốn nói điều gì đó không xuôi tai. Liễu ngang thiên thấy bọn họ đầu trâu mặt ngửa, lập tức hừ một tiếng, trừng mắt lên, cha của hài tử quan cao tức trọng, khiến mọi người sợ hãi im như ve sầu mùa đông, thấy một đám cúi đầu xuống liếc nhìn nhau, trên mặt lại đều nén cười. Cha mẹ của Lư Vân đều mất từ khi hắn còn nhỏ, thiếu niên chăm chỉ học hành trong chùa, hiếm khi ở gần phụ nhân, tự cũng chưa từng ôm hài tử, lúc này lần đầu tiên ôm ấp trẻ con, tự nhiên sẽ sợ nó khóc, nhất thời cảm giác sợ hãi. Nào biết đứa trẻ lại không hề sợ hãi, mở to một đôi mắt tròn nhìn hắn. Lư Vân thấy hài tử kia mũi cao miệng rộng, mặc dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng có thể nhìn ra tương lai hắn nhất định sẽ có một bộ dáng oai phong. Lưu Vân trong lòng tán thưởng, khen nói, quả nhiên là hổ phụ vô khuyền tử, đứa nhỏ này diện mạo uy vũ như thế, về sau nhất định sẽ là đại trượng phu đầy hứa hẹn. Phàm là hiền mẫu thế gian, đều sẽ vui mừng khi người khác ca ngợi con mình, thất phu nhân cực kỳ vui mừng, cười nói, đa tạ lời vàng của ngươi, ta thật sự nên tặng ngươi một đại hồng bao mới đúng cùng võ tướng nhìn nhau cười to, phu nhân nói vậy là lại nhầm trạng nguyên lang thành thầy bói. Thất phu nhân có chút thẹn thùng, Lưu Vân cũng đỏ mặt, liễu ngang thiên cũng rất vui vẻ, liền nhận lấy đứa trẻ từ tay Lưu Vân, chơi đùa với nó. Vừa cười, mọi người cùng nhau quay trở lại đại sành, chưa kịp ngồi xuống đã thấy liễu ngang thiên đi vào nội viện, Lưu Vân đang cảm thấy khó hiểu, chợt thấy một gia đình từ cửa đi tới, hắn cầm mâm ngọc trên tay, mỉm cười đi đến trước mặt mọi người, sau đó đứng nghiêm bất động. Lư Vân không biết người này muốn gì, đang định hỏi chợt thấy mọi người mở tay nải ra, lấy các đồ vật dâng lên, gia đình cười sướng danh rồi đặt đồ lên khay. Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, biết gia đình là tới thu lễ, chẳng trách liễu ngang thiên muốn đi trước làng tránh. Lập tức lấy lá trà ra, lại đặt hộp ngọc diễm đỉnh phó thác cho mình lên bàn. Gia đình kia sướng nói, Lư Trạng Nguyên tặng một bình, một hộp. Lư Vân Hoàng nói, ngươi sai rồi, đó là một bình trà thượng phẩm. Gia đình kia lười nhác nói, bình là trà, hộp là gì? Lư Vân cũng không biết trong hộp có cái gì, chỉ có thể nói, ta. Ta cũng không biết, đó là diễm, ngũ tổng binh phu. Bằng hữu kia phó thác cho ta, hắn nghĩ tới diễm đình, sắp đến bên miệng, chợt thấy không ổn, liền lại đổi thành phu nhân ngũ định viễn, lại đến bên miệng, vẫn là không ổn. Liền thành bằng hữu rốt cuộc đến lộn xộn, lại nghe gia đình ngáp dài nói, lư trang nguyên. Một bình trà, lão bà bằng hữu nào đó. Một cái hộp, lư vân kêu khổ thấu trời, liền muốn hắn sửa đúng, gia đình kia nào có nhàn rỗi để ý đến hắn. Liền tự vênh váo rời đi. Ở thời đại gà chó lên trời năm đầu, muốn đánh chó phải ngó mặt chủ đáng thương nhà siêu phẩm quan to có chó giữ, làm trạng nguyên đầu đầy vết thương. Nhìn Lưu Vân thở ngắn than dài, đám tả tòng nghĩa ở một bên cũng rưng rưng nước mắt, bọn họ thân là quan trong chiều, tặng lễ bút tích tự không thể keo kiệt, ai nấy mặt sưng vù, lòng đau xót, liễu ngang thiên mà sinh thêm mấy nhi tử, mọi người đều phải táng ra bại sàn. Đưa lễ thông, thấy vẫn còn sớm, mọi người ngồi nhàn tản trò chuyện chỉ là lư vân tính tình lạnh lùng cứng rắn trước đây không hợp với những võ nhân này lần đầu tiên khẩu chiến với tả tổng nghĩa ở giang hà sau đó lại đấu với thạch bằng ở bắc kinh giờ phút này tuy đã cảnh đời đổi rời nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ im lặng sẽ bớt gây chuyện liền lấy cớ người một ngạt bước vào trong sân ngắm hoa sau khi băng qua hoa viên đi vào hành lang lại nhìn thấy một nữ tử đi đến trước mặt đúng là thất phu nhân đã gặp trước đó Lư Vân thấy nàng lẻ loi một mình, cũng không nha hoàn đi theo, trên tay cũng không ôm hài tử. Lư Vân vội vàng thối lui sang một bên, kho người nói, ti chức tham kiến phu nhân. Thất phu nhân cười nói, người muốn tìm hầu ra sao? Ngũ định viễn vội vàng rời đi, lại không biết nội tình như thế nào. Lư Vân rảnh rỗi không có việc gì, muốn hỏi thêm tin tức, liền nói, làm phiền phu nhân. Thất phu nhân cười xinh đẹp, nhẹ nhàng khéo léo quay người đi ra hiệu cho lư vân đi theo mình lư vân đi theo sau lưng chỉ thấy bước chân thất phu nhân có chút mềm yếu cho rằng sau khi sinh con thể lực còn yếu trong lòng thầm nghĩ nàng ta cũng thật là mới sinh được một tháng đã xuống giường đi lại chẳng lẽ không có bà bà mẹ chồng quản sao nghĩ đến đây không khỏi bật cười ta thật ngu mốc quá liễu hầu ra đã lớn tuổi như vậy làm sao còn có thể có mẹ sẽ không có ai cằn nhằn nàng ta. Nghĩ đi nghĩ lại, lại chuyển tới trên người mình, thầm nghĩ, mẫu thân ta cũng đã tạ thế, thiên hề ngày sau gả tới, cũng không có bà bà để hiếu kính, ai. Mẫu thân nếu gặp thiên hề, không biết sẽ yêu nàng đến mức nào. Thanh quan khó đoạn việc nhà, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là việc khó đệ nhất thiên cổ. Người đương gia chủ mẫu, ta quản lý tiền bạc, người thoái nhượng bổ, ta làm bộ làm tịch. Nếu không tôn trọng nhau như khách, lúc nào cũng né xa ba thước, nếu không giống như tường hòa, kỳ thật máu chảy thành sông, trăm đôi cũng không tìm được hai đôi tốt. Lư Vân không biết phần này, nhất thời chỉ là thở ngắn than dài, tưởng tượng ra cảnh mẫu thân cùng thê tử tương thân tương ái. Đang nghĩ về mộng ảo tốt đẹp, thất phu nhân đã dừng bước, Lư Vân nhìn quanh thấy mình đã đến hậu hoa viên, lại không thấy Liễu Ngang Thiên. Lư Vân bối rối mờ mịt nói, phu nhân, hầu ra đâu? Thất phu nhân quay lưng về phía Lư Vân, nghe xong câu hỏi lại chậm chạp không xoay người. Lư Vân càng khó hiểu, đang định hỏi lại, chợt nghe một tiếng nghẹn ngào, thất phu nhân cúi đầu hòa khóc. Lư Vân đại kinh thất sắc, hoảng nói, phu nhân làm sao vậy? Thân mình không thoải mái sao? Đang muốn gọi hạ nhân tới, chợt thấy thất phu nhân xoay người lại, nghẹn ngào nức nở, Lư Đại Nhân, Hắn. Hắn có ổn không? Lư Vân nghe không hiểu, nhíu mày liền hỏi, "Phu nhân hỏi là ai? Có thể nói rõ không?" Thất phu nhân mỉm cười buồn bã, cúi đầu xuống đất, nhẹ giọng nói, "Trọng Hải." Lư Vân chấn động, trước mắt thất phu nhân bộ dáng u oán, dường như bất đắc dĩ, lại như tương tư vô tận, vô tận quyến luyến, Lư Vân nhìn thấy vẻ mặt si đắm của nàng, trong lòng chợt hiểu, nói, "Nàng với Trọng Hải có tình?" 4. Chương 9 Đại Luân Hồi, Hồi 2 Năm trước Tần Trọng Hải bị bắt suýt chết, lúc đó ba người liễu môn cùng đến thăm tù. Lưu Vân từng nghe Dương Túc Quan nhắc đến chuyện cũ, hình như thất phu nhân xuất thân thanh lâu, trước khi được gả cho hầu ra lại yêu thương Trọng Hải, lại không biết nội tình như thế nào. Chỉ là hiện nay Tần Trọng Hải tạo phản, Dương Túc Quan mất tích, hắn muốn tìm hiểu nội tình cũng không thể bước vào cánh cửa này. Lưu Vân thấy thất phu nhân đầy mặt u oán, chỉ chăm chú nhìn mình, lập tức thở dài. Phu nhân chớ có lo lắng, trọng hải rất tốt, võ công hắn rất tiến bộ, mang theo huynh đệ tiêu giao vui sướng, e rằng so với chúng ta còn tốt hơn. Thất phu nhân cúi đầu nghe, nhẹ giọng nói, ta biết, ta biết, mặc kệ cực khổ, khó khăn đến thế nào, hắn trước nay đều có thể đánh thắng trận, không ai có thể làm khó hắn. Nàng lẩm bẩm tự nói ngây người sau một lúc lâu sâu kín lại hỏi lư đại nhân ngươi Người sẽ còn gặp lại hắn không lư vân trầm tư hồi lâu mắt thấy thất phu nhân ánh mắt tha thiết không chừng có ý muốn mình làm người đưa tin lư vân thấp giọng nói phu nhân thứ tại hạ mạo muội một câu người đã gả cho hầu gia không nên nhớ nhung hắn nữa ta mặc dù là bằng hữu của trọng hải nhưng cũng là thuộc hạ của hầu gia lời này không khó hiểu, tất nhiên là hy vọng thất phu nhân quy thủ nữ tắc, chớ có cùng nam tử khác dây dưa không rõ. Thất phu nhân nhìn Lưu Vân, nhìn không được nước mắt tràn mi, che mặt nói, xin lỗi, ta không cố ý làm khó ngươi. Ta thật sự không tìm được người khác để hỏi, lại nghe ngươi là chi kỷ của hắn, lúc này mới. Lúc này mới, Lưu Vân thở dài, mỹ nữ tuổi thanh xuân trước mắt cùng chạc tuổi với mình trong lúc thanh xuân như hoa nở, lại phải gả cho một lão nhân, cửa hầu ra bước vào sâu như biển, thực sự không biết phải đối mặt với những năm dài như thế nào. Thất phu nhân thấp giọng nói, Lư Đại Nhân, thỉnh ngươi giữ bí mật, đừng nhắc đến chuyện hôm nay cho người khác biết, được không? Lư Vân gật đầu nói, người yên tâm, Lư Mỗ giữ kín như bưng, việc hôm nay, người biết ta biết, nếu có nửa chút lộ ra bên ngoài, sẽ mặc phu nhân tra hỏi. Lư Vân nói là làm, chính là thiên hạ đệ nhất đáng tin cậy. Thất phu nhân nghe hắn chém đinh chặt sắt, tất nhiên là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức xoay người rời đi. Lư Vân thấy nàng hình cô ảnh đơn, nghĩ đến nàng đau khổ, trong lòng nhất thời thương xót, lập tức gọi nàng lại, nói: "Phu nhân dừng bước." Thất phu nhân xoay người lại, thở dài, "Đại nhân còn có gì chỉ giáo?" Lư Vân khẽ mỉm cười, cúi đầu nói: phu nhân sau này nếu thấy nhàm chán thì đến nhà ta ngồi đi. Phu nhân ta có chút kiến thức về hội họa, nếu người không chê, không bằng cũng học họa, vẽ vài nét, thế nào? Thất phu nhân mày liễu vừa động, vui vẻ nói, người nói thật không? Lư Vân thấy nàng vui vẻ, trong lòng chợt cũng cao hứng lên, mỉm cười liền nói, đó là lẽ tự nhiên. Thất phu nhân cuộc sống quan gia, mỗi ngày chịu sáu phu nhân khác xa lánh, dù không lo cơm ăn áo mặc, nhưng cuộc sống không chỉ có ăn uống, mỗi lần cảm thấy buồn khổ, không thể nào phát tiết. Trước mắt nếu có thể gửi gắm tình cảm vào tranh họa, có thể kết giao với đôi phu thê văn nhã nhà Lưu Vân, tất nhiên là chuyện rất đáng mừng. Thất phu nhân cười nói, ta vốn ngốc nghếch, chữ viết cũng xấu, đến lúc đó muốn thỉnh Lưu phu nhân chỉ điểm nhiều hơn. Lưu Vân cười lớn, đang muốn đáp lời, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía trở nên yên tĩnh, trên đường phố ngựa xe như nước lúc này lại một phát không thấy bóng dáng liễu phủ mặc dù chiếm diện tích lớn nhưng cũng nằm trong ngõ vương phủ bên ngoài là phố xá sầm uất từ trước đến nay đám đông ồn ào giờ phút này lại lặng yên không tiếng động giống như đêm khuya tự không khỏi làm người kỳ quái hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy kinh ngạc thất phu nhân gượng cười nói ở nơi này mấy năm khó được lại thấy thanh tĩnh như vậy Lư Vân trong lòng khả nghi, đang muốn dò hỏi, chợt nghe hàng loạt tiếng động phát ra từ ngoài đường, đồng đều như thể hàng trăm người đang đồng loạt dậm chân xuống đất. Thất phu nhân trong lòng có chút sợ hãi, không biết tiếng động lạ là gì nên nghiêng người sát về phía Lư Vân. Lư Vân đỡ nàng, cởi vân mộng trạch trên eo, cầm trong tay, thấp giọng nói, đừng sợ, ta đi qua xe một chút. Thất phu nhân thấy hắn liền kiếm cũng đem ra, trong lòng càng hoảng hốt lư vân lắc tay với nàng e ý bảo nàng chớ có vọng động sau đó nhảy lên tường nhìn xem thất phu nhân canh giữ ở dưới tường thấy bóng dáng lư vân hơi run nhẹ giọng hỏi làm sao vậy bên ngoài có tiếng gì vậy nàng còn chưa nói xong lư vân đã nhảy xuống đất giữ chặt thất phu nhân thần sắc ngưng trọng dị thường thất phu nhân thấy lư vân như thế càng nắm tay mình chặt hơn không khỏi nghi ngờ hoảng hốt nói rốt cuộc làm sao vậy? Lư vân tay phải kéo nàng, tay trái không rời chuôi kiếm, trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, đi ra ngoài sảnh đã. Thất phu nhân vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, chỉ có thể để Lư vân lôi kéo đi. Đi tới sảnh ngoài, thất phu nhân thấy cửa khóa, đám gia đình thần sắc sợ hãi, tụ tập trong sân, đám người tả tòng nghĩa, thạch bằng, hoảng ứng, vì tử tráng đã tụ tập xung quanh, tập trung lắng nghe thất phu nhân hoảng nói rốt cuộc làm sao vậy các ngươi nói cho ta đi thành âm cấp bách có chút sắc bén nghĩ đến trong lòng sợ hãi đã cực nàng hô hai câu vẫn không người để ý tới chính mình đang muốn thét lên đột nhiên nhìn thấy Lưu vân đang đi về phía vi tử tráng trầm giọng nói bên ngoài là quân mã nào sao dám bao vây liễu phủ thất phu nhân nghe xong lời này toàn thân chấn động kinh hãi nói đại quân vây đánh. Là, là người Giang Sung sao? Mọi người tự cũng không biết, nhất thời không người trả lời. Thất phu nhân tâm sinh sợ hãi, thân thể không tự chủ được mà run lên. Mắt thấy vì tử tráng cũng không để ý tới, hồi lâu cũng không thể đáp lời. Lư Vân leo lên xà nhà nhìn ra ngoài sân, thấy năm sáu trăm binh sĩ chen trúc trước cổng, tất cả đều mang theo đau thương. Tả Tòng nghĩa là nguyên lão liễu môn, dựa vào địa vị và kinh nghiệm trong quân ngũ nên cũng không hề sợ hãi, lập tức hỏi Lưu Vân, hét lên, rốt cuộc là đám hoạn tử nào làm càn như vậy. Là cầm vệ, lư Vân treo trên xà, lắc đầu nói, không phải cầm y vệ, nhóm người này mặc quần áo cấm quân, không biết là vệ sở nào. Thạch bằng hét lớn một tiếng, chạy về phía cửa lớn, quát gia đình, mặc kệ chúng đến từ đâu, dù sao cũng không phải họ giang mụ nội nó, mở cửa, ra cũng muốn nhìn là đạo nhân mã nào dám đến làm càn. Tả Tổng Nghĩa lớn tiếng nói. Được lắm, thái tuế ra trên đầu động thổ, trinh bắc đại đô đốc phủ là chỗ bọn chúng có thể chạm đến sao. Đám người hoàng ứng, triệu chế sử cũng lớn tiếng hô ứng, mười mấy vị tướng lĩnh khích lệ lẫn nhau, quả nhiên khí thế tăng vọt không ít, mọi người rút binh khí tiến về phía công. Thạch bằng dẫn đầu, lạnh lùng nói, người đâu? mở cửa. Gia đình nuốt nước miếng, phân vân có nên làm theo lời mở cửa hay không? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lớn vang lên, thạch bằng hoảng sợ, ngược lại vội vàng thối lui. Mọi người trong đại sảnh đều lòng tràn đầy thảm đạm, không ai dám cử động. Vì tử tráng từ đầu đến cuối sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, nghĩ tới thảm họa của nhà tần bá tiên, lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa kia, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lưu Vân thấy bọn họ sắc lệ gan liễm, lập tức xông về phía trước, hét lớn, ngoài cửa là vị nào. Bên ngoài truyền đến một thanh âm trầm ổn, chư vị cao hiền, hạ quan là kim mô vệ đô thống cùng chính nghi, phụ mệnh hoàng thượng, đặc biệt tới quý phủ tìm đồ vật. Còn thỉnh chư vị tạo điều kiện, Lưu Vân thở dài, hắn tưởng giang sung quấy phá, không ngờ cùng chính nghi lại xuất hiện. Lưu Vân đang nghi hoặc chợt nghe thấy tiếng bước chân rồn rập ở cửa bên, hình như có người đang đến. Mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già bước nhanh đi ra, đúng là trinh bắc đại đô đốc liễu ngang thiên. Lư Vân còn chưa tới kịp khom mình hành lễ, chỉ thấy liễu ngang thiên vung tay lên, sau lưng rất nhiều quân sĩ vội vàng chạy tới, trông lại cũng có ba bốn trăm người, thoáng chốc xuất hiện ở tiền viện, đại sảnh đã chật cứng. Liễu ngang thiên không thay đổi uy phong ngày xưa, chỉ lạnh lùng nói, mọi người chớ hoảng sợ, mở cửa ra, để họ cùng vào nói chuyện. Sau lưng binh lính hắc một tiếng, nháy mắt lập tức tiếp quản tiền viện, đám người Lưu Vân đều từng gặp qua đám quân tốt này, những người này ở tại biệt viện Liễu Phủ, một tường liền nhau, chính là tử sĩ Liễu ngang thiên thu nạp nhiều năm, mỗi người đều trung thành và tận tâm. Năm đó Lưu Kính chết thảm, kinh thành đại loạn, liễu phủ chính là dựa vào đám thủ vệ bộ tốt này, giờ phút này cục diện có chút bất ổn, liễu ngang thiên lại điều họ ra. Liễu ngang thiên nháy mắt, thuộc hạ liền khẽ mở cửa, không ngờ vừa thoáng mở ta, tiếng hét kinh thiên động địa từ bên ngoài lọt vào như thác lũ, âm thanh giết người khắp nơi, cánh cửa mở rộng ra, vô số quân tốt liền muốn thừa cơ dũng mãnh xông vào, liễu ngang thiên gầm lên, lớn mật. Chặn cửa lại cho ta. Kẻ nào dám xông vào liễu phủ, giết chết ngay lập tức. Đại đô đốc ra lệnh một tiếng, từ sĩ liễu môn ra sức tiến về phía trước, chỉ nghe gầm lên mắng chửi không ngừng bên tai, hai bên nhân mã xô đẩy nhau, cửa thành hỗn loạn, liễu ngang thiên tức giận nói, cùng chính nghi. Cửa liễu môn là nơi ngươi có thể đạp chân lên sao? Một mình lăn vào đây cho ta, lão tướng bất lão, tiếng hô xét đánh phát ra, mặc dù không có nội lực vô song, nhưng vẫn khiến mọi người trong lòng chấn động ngoài cửa truyền đến giọng nói của một quan quân, hét lớn, mọi người nghe hầu ra nói. Lùi ra phía sau, đồng loạt lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, hỗn loạn một hồi, ngoài cửa có một người loạn choạng đi vào, hắn mặc áo giáp vàng, lưng đeo cương đao, quả nhiên là đương kim tứ đại cấm quân tướng lãnh, kim mô vệ đô thống cùng chính nghi. Cùng đô thống mới bước vào, lập tức bị đau thương, liễu ngang thiên hét lên, đóng cửa lại trăm quân sĩ phát ra tiếng hò hét, ván cửa đẩy ra, đánh bật vô số binh lính bên ngoài, giữa tiếng ẩm ẩm vang lớn, lại lần nữa đóng chặt lại. Đám người tả tòng nghĩa thấy hắn chỉ có một lần, đều lần lượt lao tới, liếc xeo hắn từ trên xuống dưới, không khỏi cười lạnh khiêu khích. Cùng chính nghi một mình đứng trong sân, sắc mặt có chút tái nhợt vì kinh ngạc, hắn cười trừ với liễu ngang thiên, chắp tay nói, hầu ra. Liễu ngang thiên hừ một tiếng, với thân phận của cùng chính nghi, không cần hắn tự mình hỏi chuyện, hắn đưa mắt ra hiệu, thạch bằng hiểu ý, trong nháy mắt đi đến trước mặt cùng chính nghi, ngạo nghễ nói, cùng đô thống, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Hay là chán sống rồi? Lại muốn đến liễu phủ dương oai? Hắn duỗi tay tát vào gò má cùng chính nghi, không coi vị cấm quân thống lĩnh này ra gì. Cùng chính nghi sắc mặt khó coi, rụt đầu thu tay lại lấy ra một công văn, nói, xin lỗi. Hoàng thượng có chỉ, muốn bốn vị đô thống cấm quân chúng ta phong tỏa cửa thành, ở trong thành tìm kiếm một vật. Tại hạ thân chịu hoàng mệnh, phụng mệnh tới đây điều tra trong phủ, tuyệt không có ý đắc tội. Tả Tổng Nghĩa đi tới, tiếp nhận công văn vừa thấy, ném xuống đất, chỉ tay mắng, thật là bậy bạ. Tìm được vật gì trong hầu gia phủ chúng ta? Hay là ngươi được lợi lộc gì chỗ giang sung? muốn vu oan có đúng không? Trong cơn giận dữ, đá cùng chính nghi một cái. Cùng chính nghi đầy mặt đầy mồ hôi, hoảng sợ nói, hiểu lầm. Hiểu lầm, việc này không liên quan gì đến Giang Đại Nhân. Hiện nay Thái Sư Phủ cũng bị Hoàng Thượng phái người điều tra, chư vị nếu không tin, phái người qua hỏi một chút liền sẽ rõ. Nghe tin Giang Phủ cũng bị ảnh hưởng, tất cả tướng sĩ đều sửng sốt, cùng kêu lên nói, Giang Sung cũng bị lục soát. Cùng chính nghi thờ hồn hển, không chỉ có Giang Sung bị lục soát, hiện nay Hồ Lâm Vệ phụ mệnh lục soát nội các học giả, Vũ Lâm Vệ đi lục soát lục bộ thượng thư, chỉ cần tìm được thứ hoàng thượng đang muốn tìm, cả nhà sẽ lập tức bị tống giam. Mọi người kinh hãi không thôi, Lưu Vân nghe cố tự nguyên cũng bị liên lụy, tự cũng cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ, hỏi hoàng thượng rốt cuộc muốn tìm thứ gì. Cùng chính nghi cười gượng hai tiếng, lấy ra một mảnh giấy trắng từ trong lòng, đưa đến trước mặt liễu ngang thiên. Mọi người vội vàng tụ tập xung quanh, lập tức nhìn thấy một con ấn hình vuông có vết xước, có khắc sáu chữ triện, mấy chục đôi mắt có thể nhìn rõ ràng, đó là hoàng đế chính thống chi bảo. Liễu ngang thiên hít một hơi thật sâu, nói, hoàng thượng muốn tìm truyền quốc ngọc tỷ. Cùng chính nghi cười gượng nói, hầu ra anh minh mọi người nhìn nhau, nhưng ít người có thể hiểu được dụng ý của hoàng đế. Chính thống chia bảo kia đã biến mất từ lâu, sớm đã mất tích cùng võ anh hoàng đế, làm sao mà hơn 30 năm sau thánh thượng lại muốn tìm kiếm nó. Lại không biết là gian thần nào buông lời rèm pha thượng tấu, gây ra sự việc trời giận người oán bậc này. Liễu ngang thiên đã mấy chục năm không nhìn thấy bảo bối này, tất nhiên là không chút nào để ý. Hắn mỉm cười nói, Năm đó chính thống chi bảo bị thất lạc, lão phu cũng từng xuất lực đi tìm, chỉ tiếc thám thính nhiều năm, lại là tốn công vô ích, nếu vật đó ở trong nhà ta thì không thể tốt hơn rồi. Lập tức duỗi tay nói Đô thống muốn lục soát, cứ việc lục soát, ta cũng không muốn chậm trễ ngươi. Mắt thấy Liễu Ngang thiên định liệu trước, cùng chính nghi tất nhiên là trong lòng lo sợ, mệnh lệnh của hoàng thượng lần này rất kỳ lạ, người bị lục soát không thể hiểu được người lục soát tự cũng không hiểu ra sao hắn trong ngoài không phải người rồi lại không thể không lục soát chỉ phải bồi cười nói đa tạ hầu ra hiểu lý lẽ tại hạ chỉ cần năm người liền đủ rồi liễu ngang thiên không để ý tới hắn tự đi vào trong nói lớn người đâu bọn họ lục soát vui vẻ chúng ta cũng uống rượu vui vẻ mọi người hôm nay không say không về mang đồ ăn lên đi cùng chính nghi khổ sở cau mày từ ngoài cửa điều tới năm quân sĩ, lặng lẽ đi vòng quanh nhà. Lần này hoàng đế không tuân theo quy củ, bừa bãi thanh trừng đại thần, không chỉ kinh động liễu ngang thiên, liền giang sung cũng cùng bị liên lụy, ngày mai lâm triều quần thần kích động, giang liễu hai phái đồng thanh kêu khổ, hoàng đế thế nào cũng phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đến lúc đó đại thần truy cứu chịu tội, đám người cùng chính nghi phụ trách điều tra, đều trở thành vật tế đại tội hắn tự biết tình cảnh khó xử nên càng hết sức thận trọng, miễn cho ngày sau bị người hiệp quán trả thù. 4. Chương 9 Đại Luân Hồi, Hồi 3 Kết thúc chương 9, Liễu Ngang Thiên Cực Hưng Phấn, ngay lập tức gọi bầy người vợ của mình ra, ngồi đầy vào một bàn. Nhi nữ của Liễu Ngang Thiên sống ở đất phong, không có ai ở kinh thành, bằng không rượu trăng tròn cũng là rượu đoàn viên, con cái con dâu, nội tôn cháu ngoại tề tụ một đường ba bàn sẽ được lấp đầy. Tổng soái thần thái tự nhiên, trung tướng còn lại khi thế đại chấn nên cũng ngồi uống rượu, nhất thời kéo búa bao nói to làm ồn ào, hoàn toàn không để ý tới cùng chính nghi. Mỗi khi cùng chính nghi dẫn người đi qua, đám người tả tòng nghĩa liền thường hắn một trận châm chọc mỉa mai, dụng tâm làm người này xấu hổ. Cùng chính nghi phụng mệnh mà đến, dụng ý cũng chỉ ở hình thức, chỉ cần ở trước mặt hoàng đế phân đấu quên mình, sẽ có lời giải thích thỏa đáng hắn không có ý định lục soát phòng trong phòng ngoài ứng phó một trận liền đi tới bên cạnh bàn liễu ngang thiên khom người nói khởi bẩm hầu ra trong ngoài đều đã xem qua nhìn bộ dáng cung kính của hắn như cấp dưới đang bẩm báo cấp trên liễu ngang thiên lại không cảm kích chỉ lạnh lùng nói không tìm được cùng chính nghi cười nói hồi hầu ra không tìm được hắn muốn quay người rời đi liễu ngang thiên lại không cho hắn đi nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt, nhạt nói cùng đô thống khăn trải giường của vợ ta có hoa văn gì cùng chính nghi hoàng nói hầu hầu ra ngài ngài lời này là liễu ngang thiên thừa dài người lục soát nửa ngày khăn trải giường của vợ ta cũng không thèm nhìn trong chốc lát hoàng thượng hỏi ngươi ngươi đáp không được đến lúc đó mặt rồng giận dữ lại nói lão phu chậm trễ khâm sai liễu mỗ không chịu trách nhiệm nổi. Đô thống phải nỗ lực hơn đi. Cùng chính nghi biết hắn cố ý trình mình, trong chốc lát không thể nghĩ ra gì để trả đũa. Nghĩ chính mình là kim mô vệ thống lĩnh bàn tay có chút lớn cũng thật sự đắc tội không nổi trinh bắc đô đốc, lập tức xin tha nói, hầu ra, ngài. Ngài bỏ qua cho ta đi. Liễu ngang thiên trợn mắt, đập mạnh vào bàn, quát, vớ vẩn. Muốn người lục soát, liền đi lục soát liễu ngang thiên vẻ mặt hung dữ dường như hắn không phải chủ nhân nhà này ngược lại là giống như tướng lãnh đi đầu điều tra cùng chính nghi cau mày khổ sở vội vàng dẫn binh lính đi quanh nhà chiếu lệ cho xong liền lại cười nịnh nọt trở về nhẹ giọng nói hầu ra vẫn là không tìm thấy gì liễu ngang thiên lạnh lùng cười ôm nhi tử lên nói đại nhân như vậy thì tính sao đây cùng chính nghi cúi đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng nói, ta ta nên nên. Hắn nên hai tiếng, cũng không biết nên cái gì. Liễu ngang thiên dù bẩn vẫn ung dung, nhấp một ngụm rượu, hôn lên mặt nhi tử rồi nói, nên thế nào? Sao lại không nói nữa? Hắn hỏi hai tiếng, nhưng chỉ nghe thấy răng của cùng chính nghi run lên lập cập, dường như thập phần sợ hãi, liễu ngang thiên cảm thấy đắc ý, lập tức nghiêng mắt nhìn cùng chính nghi chỉ thấy hắn hai mắt trừng thẳng biểu tình khác thường chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối mình liễu ngang thiên có chút kinh ngạc cũng nhìn lại đùi mình vừa nhìn đến ngay cả chính hắn cũng thở dài một hơi toàn thân cứng đờ liễu ngang thiên sắc mặt kỳ quái các tướng lãnh trong bàn đều khó hiểu đều nhìn về phía liễu ngang thiên trong phút chốc phun rượu ra run rẩy mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc đều bị chấn động Mọi người vốn ồn ào la hét ầm ĩ, giờ phút này thấy tình trạng chủ bàn, đều tĩnh lặng lại. Mọi người mở to mắt, hàng trăm cặp mắt đều dán chặt vào đầu gối của Liễu Ngang Thiên. A à, ha ha, mọi thanh âm đều im lặng, trẻ con ha ha cười vui, nhìn thấy nó giơ tay cầm một khối ấn thạch, giống như nhặt được bảo bối gì đó, rất vui mừng. Ngọc sắc ôn nhuận, hình vuông, trên có khắc sáu chữ truyện ghi rằng Hoàng đế chính thống chi bảo. Chính thống chi bảo là ở đây. Tim của Liễu Ngang Thiên dường như đã ngừng đập, đám người Tả Tòng Nghĩa, Thạch Bằng cũng sắc mặt run rẩy, trong đại sảnh không ai nói lời nào, hơi thở nặng nề dồn dập khiến mọi người càng thêm hoảng sợ. Một lúc lâu sau, Tả Tòng Nghĩa nói lời đầu tiên, vừa nói vừa nghẹn ngào, tìm được rồi, cùng chính nghi cũng không mảy may vui mừng, chỉ lầm bẩm một mình, lạnh giọng nói, đúng vậy tìm được rồi. Mọi người trong đại sảnh nhìn nhau, đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng thét chói tai, một nữ tử ôm lấy đứa trẻ kia, khóc dòng nói, tìm được rồi thì sao? Bất quá là một khối ngọc thạch, lại có gì đặc biệt hơn người? Nàng kia hét lớn chói tai, thất phu nhân, xem nàng nước mắt rơi như mưa, đứa bé trong tay vẫn đang cười khúc khích, đôi tay hãy còn ôm ấn thạch không bỏ, mảy may không biết đại họa lâm đầu. Liễu Ngang thiên thở dài nói, nhà đầu mốc, vật này cũng vọ anh Tiên Hoàng xuất trinh, ấn tỷ còn người còn, ấn tỷ mất người vong, bây giờ đồ vật lại xuất hiện, Tiên Hoàng chỉ sợ có lẽ nói đến đây, hắn ngồi sụp xuống, không thể thốt ra thêm một lời nào nữa. Hoàng đế ngày đêm lo sợ Tiên Hoàng sống lại, lo lắng suốt 30 năm, hiện tại chính thống chi bảo đã được tìm thấy trong nhà của mình, chuyện liên quan đến sở hữu hoàng quyền so với tụ tập lên núi tội danh còn thảm hơn. Mọi người nghĩ kỹ đạo lý, khớp hàm đều run rẩy, tả tổng nghĩa nghẹn ngào nức nở, vi từ trắng ngây ra như phỗng, liền Lưu Vân cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, mọi người lần lượt cúi đầu, bất kể là người bị lục soát hay người lục soát, người bảng quan, Úc này trong lòng đều chỉ có một ý niệm. Làm sao bây giờ? Tả tổng nghĩa thân phát run, như đang khóc, giọng run rẩy nói, cùng đô thống. Nếu lỡ lời nói ra ngoài, liệu chúng ta, chúng ta còn có thể sống không? Cùng chính nghi lắc đầu, ảm đạm nói, thật sự nói một câu, hoàng đế thậm chí còn nghi ngờ giang sung, các vị đều có liên tụy đến ngọc tỷ, kết cục ngày sau thế nào, tự nghĩ đi. Tả tổng nghĩa mắt rưng rưng, nhìn cùng chính nghi nghẹn ngào nói, cùng đô thống, chúng ta là bị giá hòa. Cùng chính nghi cũng không kêu căng ngạo mạn, chỉ hơi cười khổ, lắc đầu nói, đừng kêu khổ với ta ta không giúp được các ngươi mọi người nhìn nhau liếc mắt nghĩ đến kết cục của lưu kính và đông sưởng toàn thân đều phát run bỗng nghe một tiếng giống to vi tử tráng nhanh chóng quyết định đánh đòn phủ đầu lập tức rút đao ra đặt lên cổ họng cùng chính nghi ép hắn ngồi xuống hắn lập tức nháy mắt lão tướng sa trường hoàng ứng xuất thân ứng biến cũng mau thoáng chốc rút ra cương đao ép thuộc hạ của cùng chính nghi trên mặt đất ngăn cản họ mật báo mọi người có nóng lòng cha ra chân tướng có lo sợ nghi hoặc sợ hãi không nói nên lời hiện trường nhân tâm hoảng sợ chỉ có đứa bé vẫn ôm mọc tỷ cười hi hi ha tả tòng nghĩa khóc dòng nói tại sao thứ này không phải mất tích sao tại sao nó lại xuất hiện quản gia ôm đầu khóc thiếu ra ham chơi từ trong đống quả lấy ra chúng ta cũng không biết đó là cái gì nghe được lời này mọi người trong lòng hiểu rõ đã biết có người di họa giang đông nhân cơ hội tặng quà giá họa liễu ngang thiên thạch bằng hai mắt tóe lửa tức giận nhìn mọi người lạnh lùng nói là ai là ai mang đồ vật đến lăn ra đây cho ta mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn đều kinh hãi tuy biết không liên quan đến mình vẫn không khỏi run sợ liền vào lúc này cánh cửa đột nhiên lại vang lên cắt đứt lời nói của thạch bằng Tiếng gõ cửa sen lẫn tiếng hô, hét lên, lão cùng. Rốt cuộc điều tra thế nào rồi? Có thấy đồ? Tình thế lại thay đổi, có người đến chi viện, liễu ngang thiên trầm giọng nói, người đâu? Canh giữ cổng. Tử sĩ tiến lên mai phục bên cạnh cổng, tất cả đều rút đao kiếm ra khỏi vỏ, chờ xuống tay giết người. Ngoài cửa người nọ không nghe được trả lời, nhất thời kêu lên, lão cùng, mọi người điều tra xong rồi, ngươi còn không có hồi báo ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy vì tử tráng sợ cùng chính nghi hết lớn liền siết chặt cương đao thấp giọng nói kẻ lớn giọng này là ai cùng chính nghi hoảng nói ngoài cửa người nọ là phủ quân vệ đô thống lý dương ưng lúc này mọi người đều nhận được mệnh lệnh tự mình hành động kim mô vệ chúng ta lục soát hầu phủ phủ quân vệ lục soát phủ phủ thái sư còn lại dinh thự của năm đại học sĩ lục bộ thượng thư do hồ lâm quân và vũ lâm quân phụ trách điều tra nghe ngóng ngay khi có tin tức tức khắc bẩm báo vạn tuế ra mọi người nghe thanh thế to lớn trong lòng đều âm thầm sợ hãi cho rằng hoàng đế lần này nỗ lực tìm ra chân tướng không có lý do gì dễ dàng bỏ cuộc vì tử tráng tỏ ra không sợ hãi hắn cười lạnh một tiếng hơi buông đau ra nhỏ giọng nói muốn sống thì đuổi người đi mạng sống của cùng chính nghi như treo lơ lửng trên đầu sợi tóc, cũng không thể ngồi yên chờ chết. Hắn đang tìm cách gửi mật tin ra ngoài, vì tử tráng đã tiến lại gần, lại bỏ thêm một câu tàn nhẫn. Đừng nghĩ tới chuyện đó, nếu những người này tiến vào, người sẽ là người đầu tiên ta giết. Cùng chính nghi đầy mặt mồ hôi lạnh, nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của vi tử tráng, khẳng định không phải nói đùa, lúc này hắn chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Hắn nuốt nước miếng, tức giận hét lên, Lý Đô Thống. Ta cũng không tìm được đồ vật. Làm phiền ngài dẫn binh về trước, ta ở Hầu Phủ còn có một số việc riêng, muốn ngồi một lát trước khi rời đi. Lý Dương ưng kia không có ý định rời đi, nghe xong lời nói, ngược lại mắng chửi nói, đừng lộn xộn. Trong cung còn đang chờ hồi báo, người mau ra ngoài đi. Cùng chính nghi có chút do dự, nhưng vi tử tráng không cho phép hắn nhượng bộ, hắn ngừ lạnh một tiếng, lập tức siết chặt cương đao trong tay, vết cắt xuất hiện ở cổ họng. Cùng chính nghi lại hoảng lại sợ, vi từ tráng tàn nhẫn, có thể giết hắn bất cứ lúc nào, lập tức thở hồn hền, lại hét lên, lý đồ thống đừng bất cận nhân tình như vậy. Hầu ra hôm nay chiêu đãi tiệc rượu trăng tròn, ta muốn ở lại uống chút rượu chúc mừng, có gì không thể. Bất cận nhân tình chỉ tính tình hoặc ngôn ngữ hành động kỳ lạ, không theo thường tình con người. Lý Dương ưng ngoài cửa chặt lưỡi, đi theo tiếng bước chân vang lên, lại có người tới nói chuyện. Cũng chính nghi không quan tâm hắn là ai, giờ phút này tánh mạng đe dọa, cho dù cha mẹ hắn có tới cũng vô dụng, lập tức kêu lên, các ngươi đi trước đi. Ta tối nay không trở về cung, mọi người tốt xấu gì đều là đồng liêu, ở chỗ hoàng thượng thay ta giấu kín, được chứ? Không được, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cổng vọng vào, nghe có vẻ khá khó thở, nhưng giọng nói này rất quen thuộc, hình như là... Hình như là... Cùng chính nghi run lên, nước mắt rơi như mưa, trong phòng mũ miệng tứ phẩm trở lên, đều sắc mặt thảm đạm, bởi vì... Bởi vì... Thánh thượng giá lâm, ngoài cửa vang lên len keng, hàng nghìn thanh đao chạm đất, vô số quan quân dập đầu, tam hô thánh danh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế vạn tuế ra tới. Tình thế đã được xác định, rốt cuộc vô pháp ngoan cố chống lại. Bên trong cánh cửa mọi người nghe tiếng chấn động, bảy phu nhân biết mình sắp chết liền cùng nhau bật khóc. Vì tử tráng cũng ngây người, đơn giản buông cương đao, ngơ ngẩn ngã ngồi. Lúc này vô luận võ công cao thấp, tài lược yêu khuyết, gan lớn, ai cũng rưng rưng nước mắt, mặt xám như cho tàn. Liễu ngang thiên người cũng đi theo vết xe đổ của Lưu Kính, cùng nhau tới phản chẫm sao. Hoàng Long bi giống, một chân đá thật mạnh vào trên cửa. Mở cửa, người nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, bây giờ mở cửa ngay cho chấm. Mở cửa, hết âm thanh này đến âm thanh khác, Hoàng đế liên tiếp đá mạnh vào cánh cửa, mỗi lần đều là đá vào tâm của già trẻ nữ nhi, đau đến chua xót thê thảm. Thất phu nhân bỗng nhiên hét lên, nắm lấy ngọc tỷ ra sức nện xuống, thét to, mầm tay hỏa. Mầm tay hỏa, xem ta đập nát ngươi, chỉ nghe vang một tiếng, ngọc tỷ rơi xuống đất, nhưng chỉ làm vỡ gạch xanh chứ không gãy gốc nào. Thất phu nhân khóc kêu lên, người đâu? Mau lấy búa tới, mau lấy búa tới, chúng ta đập nát nó, ném xuống giếng. Hoàng thượng hỏi tới, chúng ta liền không biết, hô to kêu, tìm búa khắp nơi những người xung quanh cúi đầu cười khổ, cũng không một người viện thù. Trong lòng mọi người minh bạch dù có đập nát ngọc tỷ vào lúc này, thề thốt phủ nhận, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Dù giấu được ngọc tỷ, cũng không giấu được cùng chính nghi. Cho dù giết hắn diệt khẩu, Lý Dương ưng ngoài cửa mắt thấy đồng liêu vào nhà, lại nên xử lý thế nào? Cho dù đánh lén hắn, hàng trăm hàng ngàn quân tốt đều nghe được lời nói, nên phải làm sao bây giờ? hoàng đế tức giận, thoáng chốc quát, liễu ngang thiên. Người gian thần bụng dạ khó lường, cho rằng chấm không biết sao. Nếu không phải thái hậu bảo vệ ngươi, chấm sớm đã giết ngươi từ lâu rồi. Giết ngươi giống như đã giết tần bá tiên vậy. Mọi người cực kỳ hoảng loạn, có yên lặng nước mắt ròng ròng, có tròng mắt quay nhanh, tuyệt vọng nghĩ cách thoát ra. Liễu ngang thiên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn xài bước đi vào trong viện, đứng trước cổng dường như đang suy nghĩ điều gì đó chủ công không thấy ứng biến cáo mệnh phu nhân tự không thể ngồi chờ chết nàng chạy vào nhà một lúc sau trong tay nắm lấy thứ gì đó vội vàng trở về trong viện nàng đầy mặt nước mắt bi khóc dòng nói lão gia lão gia đây là kim bài miễn tử long khánh hoàng đế ban cho chúng ta dùng cái này cứu mạng mọi người nghe có pháp bảo cứu mạng đều vô cùng mừng rỡ biết rằng vẫn còn một tia hy vọng liễu ngang thiên mỉm cười nhận lấy kim bài hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng đập nát kim bài kim bài kia bay qua cửa rơi vào đám người bên ngoài kim bài cứu mạng bị vứt bỏ liễu phu nhân kêu lớn lão ra ngươi không muốn sống nữa sao liễu ngang thiên cười ha ha lạnh lùng nói đồ ngốc loại đồ vật này nếu có thể cứu mạng một nhà tần bá tiên cũng sẽ không chết đồ vật thật sự cứu mạng chính là hắn đi tới góc sân tay cầm đau lớn dùng hết sức rút ra lệ thanh nộ hống chu cần lão tử năm đó có thể chống đỡ ngươi hôm nay cũng có thể giết chết ngươi người nếu dám thì lăn vào đây liễu ngang thiên tức giận khiêu chiến đương kim hoàng đế nghe vậy cuồng nổ đang muốn hạ lệnh tấn công liễu môn bỗng nghe ẩm vang một tiếng vang lớn một ngọn lửa xanh bắn thẳng ra ngoài từ hậu viện nổ tung giữa không trung. Cơ quan cuối cùng đã được phát động, lửa khói màu xanh chiếu sáng rực rỡ bầu trời đêm. Ba vạn binh sĩ từ quân doanh uy vũ ngoại ô sắp tiến vào Bắc Kinh, thời khắc kinh thành nhuộm trong biển máu, hết thảy đều đem ngọc nát đá tan. Trình Bắc Đại Đô Đốc có lẽ vô lực tranh đấu, vô năng tự bảo vệ mình, nhưng muốn ngọc nát đá tan, thiện mục hầu chính là dư giả. Đám người tả tòng nghĩa kinh hãi, đều lăn ngã trên mặt đất. Vì tử tráng rơi lệ đầy mặt, trước mắt xuất hiện thân ảnh sư ca, hiện giờ vật đổi sao rời, luân hồi lại đi tới trên người mình, hắn chạy vội đi lên, lớn tiếng khóc ròng nói, mọi người hôm nay buông tay, tuy chết không uồng. Liễu ngang thiên cầm đại đao hét lớn, vì tử tráng nghe lệnh. Vì tử tráng quỳ gối trên mặt đất, cắn răng nói, có thuộc hả? Liễu ngang thiên kéo nguyên phối phu nhân, đại phu nhân, đẩy về phía vi tử tráng, lạnh lùng nói, bảo vệ thê tử ta rời đi. Ngày sau thay ta báo thù. Vi tử tráng đại kinh thất sắc, run giọng nói, hầu ra. Người, người, liễu ngang thiên không để ý đến hắn, xài bước về phía cửa, liền vào lúc này, lại là một tiếng vang lớn, then cửa đã đứt gãy, cửa có thể sập bất cứ lúc nào. Đột nhiên liễu ngang thiên gầm lên, đi, tình hình căng thẳng, rốt cuộc kéo dài không được, Vi tử tráng kéo nguyên phối phu nhân, tóm lấy một người khác trong tay, hét lên, mọi người mau theo ta. Đi từ mật đạo trong bếp, hắn thấy Lưu Vân ngây ngốc bất động, lập tức đá mạnh vào người hắn, hét lên, giúp ta. Cứu từng người một, Lưu Vân tỉnh giác, hắn thấy thất phu nhân hãy còn thét chói tay không thôi, lập tức chặn ngang ôm lấy nàng, theo vi tử tráng hốt hoảng thoát đi. Liền vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn, là tiếng một vật nặng đập vào cửa nghe đinh tai nhức óc. Trong hậu viện có vô số tiếng bước chân đã bị vây quanh, vì tử trắng mở bếp đất ở sau bếp, hiện ra một thông đảo, có thể bò vào, liền nghe thấy hắn quát, đi vào. Mau vào đi, người già phụ nữ và trẻ em kinh sợ lần lượt bò vào, thấy một kẻ to lớn hơn, vì tử trắng liền một chân đá vào, mạnh mẽ nhét người vào. ầm um, với tiếng động lớn cuối cùng, cánh cửa rơi sang hai bên, bụi mù tràn ngập, một người lưng đeo loan đao, vẻ mặt u ám bước vào. Hắn chỉ vào liễu ngang thiên, lạnh lùng nói, ta phụ mệnh hoàng thượng, đến bắt cả nhà thiện mục hầu, dám kháng chỉ không theo, định chảm không buông tha. Cảnh tượng quen thuộc, 30 năm trước tần trinh Tây, 30 năm sau liễu trinh bá, năm một màn già, phụ nữ và trẻ em ngừng cổ chờ chém, tần gia chủ mẫu vô tội bị chém đầu. Mà hiện giờ, mà hiện giờ nơi này bây giờ là mẹ kiếp, đại đao cuồng liệt chém ra, máu tươi tung tóe, thủ cấp của nam tử cầm y rơi xuống, Liễu Ngang Thiên đưa tay tóm lấy, ném về phía hoàng đế, lập tức hét lên một tiếng cuối cùng ở triều đình kiếp này. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay giết chết hôn quân, chính mình làm hoàng đế. Tiếng giết rung trời, 300 danh tử sĩ theo chủ công tiến về phía trước xung phong liều chết. Giống như thiên quân vạn mã, liễu môn đã thành chiến trường biển lửa, đám người tả tòng nghĩa vừa khóc vừa cười, có trốn, có chiến, lại có một số chỉ ngồi ngây ra trên mặt đất, chờ người diêu mình. Tài vạ đến nơi, trong ngoài đều là đám người chạy nạn, đờ rất nhiều quân sĩ từ cửa đánh tới, vô số binh lính từ ngoài sân trèo tường vào nhà, một đám nhảy vào. Vì tử tráng thấy Lưu Vân hãy còn ngơ ngác đứng thẳng, lập tức hét lớn một tiếng còn không đi người cũng muốn chết sao tóm chặt lấy hắn hai người cùng lăn tiến vào mật đảo lư vân lảo đảo ngã xuống nhìn lại kinh thành lần cuối trước khi rời đi nhìn thấy bầu trời đêm một mảng sáng xanh giống như nụ cười quỷ dị của ma quỷ a nguyền rồi nhân gian hoàng thượng a à hoàng thượng lam quang đầy trời giang sung ôm đầu khóc giống nhìn đô đốc phủ thế chân vạc ba chân song hùng quyết đấu giang liêu liễu ba phái trải qua 30 năm rằng co, rốt cuộc tan thành mây khói. Hai trong ba trụ cột của triều đình đã bị chặt hả, hắn bục làm giả chịu, từ nay về sau không còn cách nào khác là phải một mình chống đỡ triều đình. Điều này nghe có vẻ rất vui, nhưng nhưng... Hoàng thượng a à, hoàng thượng, giang sung lên tiếng khóc lớn, một con đỉnh thiếu hai nền móng, vậy không hề là đỉnh. Đó là sắt vụn rơi xuống đất, một ấn thạch vuông, một bộ long bào, 30 năm qua cuộc sống hàng ngày khó an, cuối cùng đã dồn hoàng đế vào chân tường. Hắn thậm chí không thể tin tưởng được Giang Sung trung thành tận tâm, cũng muốn giam lỏng trong nhà, cũng muốn gọt bỏ quyền to, hoàng đế đã điên cuồng. Hắn đang phá hủy Thái Bình nhạc nghiệp chính mình một tay tạo ra, cảnh Thái Vương Triều. 4. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn